đó. Rồi là mình cũng nghe nói vậy thôi, thì mình cũng biết ngày mai này mình sẽ có tương lai gì đó không. Mình là biển Hồng Trần xóm gỗ cho xong ngày lập hội mới mong trở lại. Chữ bần tiện khuyên dân đừng nại, miễn có ta trở lại nghe đàn. Chữ vinh hoa và chớ có màng bởi giả tạm của đời quân hạ. Gắn công tu đang xem nhiều báo lạ. Hay không? Thì mình có cái nói về tâm linh mình phải tin đâu. Mình phải tin ở cõi cực lạc, lắm điều thanh nhã, khỏi buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chúng ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Đó, thì bây giờ đức này... Kính thưa chư quý vị, nhân dịp hôm nay thì chúng tôi cũng đến lại nhà của Úc ở Kinh 13 đây. Thì tôi hồi xưa giờ cũng nghe đồn là Úc này cũng là thông thạo về bên cái vụ Phật Pháp lắm quý vị. Thì hôm nay để xin hỏi Úc vài câu nghe trong giáo lý của Đức Thầy nghe Úc. Dạ. Là gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay, nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh dục rủi mai một lát. Thì bây giờ như vậy là tôi mới vừa nghe thì đài thông báo là cái dạng mà lũ lụt thiên tai và bão lụt sắp tới cái cấp 17 này bắt đầu nó vào miền Nam của chúng ta đó mà Úc. Thì bây giờ thấy cơn bão này thì đúng ngay theo giáo lý của Đức Thầy mà nói đó, là thêm gạo lúa là tăng giá mắc, thì bây giờ lũ lụt là lúa thấp bây giờ mặn không được, thì bây giờ như vậy là phải lúa là tăng giá mắc, đó là dĩ nhiên rồi. Mà mời Úc để trả lời giùm, cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đức Thầy tôn kính. Hôm nay á, Quỳnh hỏi gì tôi cũng cái sức cái mạo muội của tôi cũng không có, Đức Thầy còn nói ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhân khoanh cùng bổn đạo xa gần, thành ra đệ tử tôi không có thông thạo, mà đều trong sự hiểu biết của tôi, sức người có hạn. Hôm nay tôi lên nói những cái điều mà mấy huynh hỏi đây, tôi cũng gắng cố gắng mà để trao đổi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì theo mà tôi nghe Đức Thầy trong cái quyển nhì, Thầy nói nẻo thành si như thể tên bay, đường kinh nhục củi mai một lát. Ai phú quý vào đài ra cát, ta điên khùng thương hết thế trần. Thì tôi thấy là nẻo thành si như thể tên bay là nói lâu là 1939 lặng, mà hôm nay tôi thấy nó đổ thay rồi, có nghĩa là nước Ly nè, nước Maroc nè, Thổ Nhĩ Kỳ nè, hay là bây giờ nước Mỹ nữa cũng có luôn. Bây giờ nói Trung Quốc là đã không bút nào mà tả được đâu, nhưng mà tôi thấy bây giờ đổ thay rồi, lầu đài cát gì nó mới đó rồi sụp đổ đó à. Thầy ông nói khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu đó. Thì bây giờ tôi thấy nó lên xe nó đi không biết ngàn trùng nào xe lửa, mà nó lốp nó đu nó đeo nó lửa mà nó ngồi trên nuôi nữa. Tôi thấy nó tản cư qua nước nào tôi không có biết, mấy cái chữ Anh không mà tôi không có học được, mà tôi thấy người ta khổ vậy đó, nhà chống muộn quan, bây giờ lốp sụp đổ mà lốp bỏ nhà ra đi mà chúng sang thứ khác, nhất là Trung Quốc nó cũng có qua Việt Nam đó, nó không có ở được. Thì tôi thấy cái khổ này nó quá ư khổ rồi. Nhưng thuộc câu giảng của Thầy từ xưa nay thì mình có thuộc rồi, nhưng mà hôm nay Thầy nó khắp thế giới cửa nhà tan nát, hay là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, An Nam cảnh khổ cũng kề bên. Nhưng mà bây giờ An Nam cảnh khổ là tôi thấy quý vị ơi, tôi nghe nói là này mình cũng hạnh phúc dữ lắm luôn. Người Việt Nam á, câu hai đó, người hạnh phúc khi nào người hướng thiện, đời ăn vui khi đời tiến đường lành. Tuy ở trong xã hội sống đua tranh, phải sống khổ, sống thiện cho nên sống ác, ta bà khổ muốn trở thành cực lạc, chúng sanh nên theo Phật pháp từ tâm. Cho nên cái người nước Việt Nam mình á, là theo đạo Phật á, rồi đạo Phật giáo hảo, bây giờ ta từ thiện dữ lắm luôn. Các nhà thiền bây giờ ta tu pháp môn tịnh độ dấu lắm luôn, phá tu một ngày, phá tu một tháng rồi, hay là ông Thích Chân Tính rồi đó, mình các nhà thiền nghe rồi á, tôi thấy ta tu dữ lắm luôn. Rồi ông Pháp Hải cũng ở Chi Tôn, đi xe mấy chục chỗ ngồi gì trên đó, ta cũng niệm Phật luôn. Ta rủ tôi đi mà tôi không có đi, vì tôi mắc làm từ thiện. Rồi bây giờ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng vậy nữa, tiền ơi, ta mở phá niệm Phật là ngày 17 nè, rồi tới ngày mùng 3 nữa tháng ta niệm một lần, tôi xuống tôi nấu, tôi đãi không đó, nấu cho đãi ăn niệm Phật không. Bây giờ tôi mắc bằng việc nhà tôi không có đi nữa. Rồi làm từ thiện ha, là làm việc lành thì tất nhiên mình hưởng quả lành rồi. Mà bây giờ quý vị thấy nước Việt Nam nó không có gì chứ.
nó chỉ mới cái báo hiệu là núi chài núi lở nước nó ngập nó lụt này kia nọ vậy đó, cho mình thách tỉnh gì đôi chứ là mình có phước nó nghe, chứ đáng lẽ ầm ầm đó là sao mình làm kịp đâu. Bây giờ làm từ 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 cho mình thất tỉnh. Năm 2021 mà là ông Phật Trùm ông nói gì nè, bởi vì tôi mới gắng tinh tấn. Phật Trùm ông nói 2019 nó bùng nổ dịch corona lên, thì năm ngày 20 là nó cũng ít dịch nữa, cho nên Phật Trùm ông nói đầu năm Giáp á, ông nói là chuột còn đây chưa biết khổ đau, chừng đứt đứt con trâu phá cổng, đến chừng đó thay phơ chồng đóng, đời hạ quân tiêu diệt còn chi, cuộc giả tràng chừng đó mến chi, đô thị giả mến chi lâu lý. Thành ra Phật Trùm ông cũng nói giả tràng nữa, còn Đức Thầy ông cũng nói giả tràng nữa. Đức Thầy nói con phù du ẩn ngờ, nào biết thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Mà quý vị thấy là năm 1939 hay trước nữa, quý vị cũng là lo giàu nghèo hên, rồi tạo nhà tạo cửa tạo đồ đạc tùm lum hết trơn, mà hôm nay sụp đổ trơn rồi. Thành ra Đức Thầy nói kiếp người dường thủy, chùm gỡ bám vào cây vậy đó, ra mình như chùm gỡ bám vào cây vậy đó. Hôm nay không có cái gì là của mình hết. Nếu là cái gì của mình á thì bây giờ ở nước ngoài á là Việt Nam mình chưa có sụp đổ, mình không chứng minh được đâu. Mình chứng minh ở nước ngoài khắp thế giới cửa nhà tan nát đó, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy nâu lai nuôi dưỡng chắc chiêu lai tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thí biến di thương ngại, dùng phép màu lập lợi thượng quân. Có cái tức người ta sàng nhiều lần nhiều nỗi, ông ba nó sàng nhiều lần nhiều nỗi, xong lon lọc lừa gạo cội như son đỏ đều ra ta, nó đi lần năm 2001 nó nằm ghe 10C đó, nó thiêu ở dưới hai nó thiêu chừng nào hết rồi nó mới cạy trong cái xe tải ra đây 10C, nó chạy nghe rỗn ra rồi nó thiêu từng người vậy đó. Bây giờ nó yên ổn rồi, ví dụ corona yên ổn rồi, bây giờ dây ra bệnh con mắt rồi, con mắt ở Sài Gòn bây giờ người lớn thì ít lắm, mà con nít thì chừng học bỏ học luôn, đau con mắt dẫu lắm luôn ở Sài Gòn nghe. Giờ con cháu Sài Gòn điện về nó vậy đó, còn ở đây á, có hai người ở nhà nhờ nhà mở sáu bên đây nè, với nhà dần giỏi mang tiếng đang có hai bữa nè hết trơn rồi đó. Tôi nói quý vị thấy không, chứng minh của tôi ở đây cho coi, xe máy bay thật thăng nó bay ngang đây nè, núi Tô nè là có mười mấy cây số tới rồi, nó bay ở đây mà nó bắn vô núi Tô B-52, nghĩa là B-52 là 52 trái đó, nó bắn hình vậy đó. Rồi mấy bữa là nhắm mắt hết sớm cùng làng ngày xưa ở đây, rồi lấy lá gòn đắp đâm nảy nọ đắp vậy thôi, gần qua cũng hết. Mà hôm nay á, cái chiến tranh giặc giả cho nên nay có nhắm mắt rồi. Bây giờ Ukraine Nga nó bắn dữ lắm rồi, tôi nói quý vị nghe nè, Đức Thầy ông nói á khói mịt mù danh sát đầy đường, tôi thuộc mà tôi đâu có lúc nào để chứng minh đâu. Cái tôi Facebook tôi coi kêu bằng cái xe tải ha, nó lên ba chiếc xe tải hôm nọ nó lên, nó cũng thưa quốc tế diễn biến Nga, một xe tải đầy nhóc luôn, rồi bây giờ ba chiếc xe tải mà dưới này còn nằm nghẹt hết trơn luôn mà không có một chút máu nữa. Theo tu độ nó nghe, theo bây giờ biểu kiến thức hay là tôi nói là ai cũng có kinh nghiệm thêm đi, Đức Thầy ông nói á, khói mịt mù văn sát đầy đường chừng nào có, không lẽ Việt Nam mình có, mà mai mốt Việt Nam mình có mà biết được đâu. Khói mịt mù văn sát đầy đường, cuộc đời nay như ngựa buông cương, do dần các Nga, Đài Loan, thằng Mỹ, Ấn Độ, ở làng Trung Quốc bây giờ là Ukraine nó buông cương rồi, cuộc đời nay như ngựa buông cương rồi đó. Bây giờ hỏi chứ khói mịt mù văn sát đầy đường là cái gì, nó bắn là hạt nhân hay gì tôi cũng không gành, nó bắn rồi nó để xuống tay không tôi đâu biết gì đâu, mà tôi thấy cái xác hết hồn đầy đường chứ, mà tôi thấy không có máu gì chứ, là có nghĩa là nó bắn một cái cháy vô chiếc xe tăng á, là nó cháy rụi trơn, rồi mấy lính nó bắn chắc gì đó, mà tôi thấy nó ngã ra, tôi coi quốc tế, tôi coi thử clip gì đó, tôi thấy nó chết vậy đó. Thì bây giờ nó gom đóng rồi, vợ quý vị thấy có nghe có miếng máu nào không đó, tàn làm hạt nhân điện tử gì không, nó chết là chiến tranh nó chết vậy đó. Mà mình thấy vậy thì mình cũng gắng lo cung lại niệm Phật, lát nữa nó bắn hạt nhân mình rồi mình cũng chết đi gan vậy, như là con phù du hững hờ nào biết, mà thấy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thai chết héo chứ khô, nhìn đèn nọ thấy mờ phù vũ, kệ khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi cho con vật ấy, nó là Nga Ukraine với Nga nó danh lợi, giờ nó mới chết như là con bù hông vậy thôi.
hững hờ nào biết thấy bóng đèn thì quyết chung vô, nó ngựa buông cương rồi, nó không có dừng lại đâu. Đại tam thấy chiến rồi, tôi nghe nó đọc đó là thực sự đọc là tam thấy chiến rồi đó. Nhưng mà nó giới thiệu súng ống chào bá nghe, nó giới thiệu là kêu bằng xuyên lục địa đó, nó giới thiệu vậy đó nghe. Bởi vì người ta ở đây nghe, ta nói nè, cháu tôi nó nói vậy nè, nói cho nó coi bút, nó nói mình giàu lắm, nó tính đào hang đào lỗ chung chứ, nói tôi nó không có được đâu. Rồi con nhỏ cháu tôi chạy đắp thầm nó cũng nói nữa, nó nào cũng đòi hang đầu lỗ không mà. Tao nói mày nghe, cái này là trời cho rồi, để Nam Thế Chiến nè, Tam Thế Chiến nó đã tới rồi, không có đào hang đầu lỗ gì trơn á. Bây giờ cái nước gì mà tôi có coi nè, nó cũng có đào hang nữa, nó ở dưới á, nó lên nó sợ hạt nhân nó xuống dưới hang á, cái nước ngoài nghe, nước gì tôi có coi tôi quên rồi, mà không lẽ ở dưới hoài. Đó, có đó, có đó mà nó khôn, nó có cái đào hang đổ, nó đem đổ dưới rồi đó. Rồi bây giờ đó, nó có rồi mình có sao được. Tôi nói tôi dịu, nó nói về Bửu Sơn Kỳ Hương đó, là tôi nói quý vị nghe, là tôi nói cháu tôi là không có đào hang đào lỗ được đâu. Mày đào hang đào lỗ, tự nhiên nó lấp mày dưới, mày cũng chết đói, chết từ từ, khát nước khát đồ cũng chết hết trơn à. Bị gì á, là 3 tiếng sấm nổ là đá nó chạy tới 4 thẻ, mình ở trong vòng 4 thẻ nè. Là tới cầu số 5 nè, ô 7 cái Vĩnh Hành nè. Rồi cầu Chữ Ếch nè, Bà Bài nè, rồi giáp ranh Kiên Giang ấy, con xẻ số 4 dưới nữa. Đá nuôi cấm á, nó chài á. Bây giờ quý vị dòm đi, xa đá nó đi nhà tôi là quá trời luôn, nó chở ra gì nè. Tôi hỏi quý vị cái nuôi tô á, nó lấy từ xưa đến giờ, hồi tôi lớn lên rồi tôi nghe lấy rồi. Nay gần 70 năm rồi, hay là gần 70 năm gì rồi, mà lấy chưa hết cái nuôi tô nữa. Rồi nuôi Sam, lấy chỗ đá, giờ nuôi Vinh Voi nè, nuôi Bà Đôm nè, lấy nữa nè. Nó lấy đó, nó đi ra đường này nè, đó, nó lấy đá dữ lắm luôn mà, quý vị thấy nó lấy dữ lắm luôn mà, ông hết không thấy cái gì ao mòn. Mà cái nuôi cấm là kỹ sư coi là không được, không bao giờ lấy được, cho nên là nuôi cấm này nó lớn hết trơn, nuôi nào hết trơn. Rồi nó sẽ chài tới 4 thẻ luôn, làm cái sân của ông vua luôn. Khi mà nổ ra nó hiện đình đài lên đó, là không biết chừng nào hiện nghe, chứ là tôi nghe ông Phật ông nói là trung ương 3 tiếng sấm nghe tiếng gái phụng hoàng nhìn trời vừa đúng ngọ Phật duyên xuất thế gian đó. Khi mà hiện đình đài rừng lâm cây đá thấy ngày nay không có các đài này, thành ra có cái ngai vàng điện ngọc nó rồi cái cột cờ nó mấy. Cái biển đông có bao nhiêu mà nó làm cỡ này quý vị thấy không, đủ nước hết trơn rồi, không biết bao nhiêu nước nó để kiếm để đến đi. Thằng Mỹ nè, Ấn Độ nè, Nhật Bản nè, Đài Loan nè, rồi Hàn Quốc nè. Đó, bây giờ tôi còn không biết nữa, tôi quên trơn rồi. Bây giờ tôi nghe, tôi lên coi bức là tôi nghe vậy đó. Rồi bây giờ nó có máy bay không người lái mà ở dưới nước á nghe. Đó, máy bay người lái là tôi thấy hổm lâu rồi là ở trên bầu trời này nè. Nhưng giờ không người lái nó nằm dưới nước nữa đó. Cho nên Đức Thầy ông mới nói là khói mịt mù văn sát đầy đường, cuộc đời nay nên ngựa buông cương khó dừng lại, gió cu lụp bụp mặt nước biển lô nhô lặn hụp, mà chim đu bay cá lại tranh mồi. Đó, ngọn thủy triều nó nước sụt sôi, bầu trời đất ngục hèn lưng chuyển. Hôm nay cho tôi nói cái vụ mà thiên cơ rồi nó thời cuộc luôn đi, nó có mấy cái này nó mới có dỡ núi được. Nó, bây giờ tôi nói vậy nghe nghe này, không phải là mấy ông đạo nói, tôi không nói tới rồi đó. Mấy ông đạo tôi nghe nó tháng mười gì đó không biết mà. Năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi đi tuôn dùm về. Nó tháng hợi, tháng hợi mà tôi không có khi nào mà tôi nói cái tháng mừng nào hết trơn á. Bữa nay tôi không nói mấy người đạo nói mà ông Phật ông nói đó, mà tôi không có nói, mà giờ tôi coi tin tức á, là đài nó kêu là tháng 10 này nè, cơn bão cực mạnh đó, tại Biển Đông luôn. Nó cho biết cơn bão ở tại Biển Đông luôn nghe. Là tôi tức tôi nghe rõ ràng đó, cái này không phải mấy người đạo nói đâu. Tôi mở Facebook tôi coi là nó đọc tin tức á, là cho mình nghe là tháng 10 đó, tháng 10 là bão cực mạnh đó. Mà các ông Phật ông đều nói, ông Ba ông nói á, là cọp đi dở ổ trầm âm, quá là một trận cuồng phong cho thấy đời. Mạnh ai thì nấy kêu trời, người sao loạn giả loạn lời người ơi. Nhưng mà người nào loạn giả loạn lời kìa, còn mình không loạn giả lời, mình người biết đạo phải dình ngôn ngữ nói với ai thì có trả lời. Đó, chồng mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghênh ngang mang lẩu, tánh ngay thẳng ta không giờ đổi, dù tan xương thịt nát chẳng màng. Cho nên mình không có giờ đổi, nếu mà giờ đổi sẽ trận cuồng phong sẽ
Đó, lại có mấy âm dương thay đổi, trận cuồng phong sẽ thổi nay mai, nếu không chứa đức lâu dài khó là đại nạn trong ngày biến thiên. Đó, quý vị sẽ thấy là Phật nói đã là lâu rồi, tôi lớn lên là tôi học thuộc rồi, tôi đã nghe rồi, nhưng mà bây giờ tôi không có ai nói tôi không có nói. Mà hôm nay á, đài nó kêu là siêu bão, mà ông Phật ông nói cuồng phong, cuồng điên rồi, nó muốn bão cỡ nào chúng đâu chịu đó, hao mòn hết công nghe. Cái này là tôi không có nói Việt Nam, mà ông Phật ông nói là ông nói chúng đâu chịu đó, hao mòn hết không rồi. Mà bây giờ tôi cũng đâu biết đâu mà tôi nói. Tôi thấy người ta nói tháng 10 đi tu nhầm về, tôi đâu có dám nói, tôi biết gì tôi nói. Mà hôm nay tôi bắt cái tin là nhà nước người ta kêu, tin tức người ta kêu tháng 10 sẽ bão cực mạnh. Tại bây giờ quý vị bắt con vị nghe, tôi nghe sẽ hai lần luôn, tôi nghe coi ở đâu sợ mình quên. Tại Biển Đông này, đó là Biển Đông là nó muốn tới Việt Nam rồi, chứ không còn ở nước ngoài. Nó là mấy thổ Nhĩ Kỳ, mấy ma róc sụp đất, sụp nhà, sụp cửa, thê thảm rồi. Đó, bây giờ mấy YouTube nó quay đó, nó quay nó nói là cho mình thấy ở nước ngoài vậy vậy đó. Thành ra mình cũng thấy ta thê thảm thảm thê rồi quý vị ơi. Bây giờ mình được con cái, tôi không phải giờ nói tôi phe chứ, tôi hôm nọ tôi mừng từ thiện đó. Bây giờ tôi cũng có hai thờ niệm Phật, hai thờ, 3 giờ tôi thức tôi công phu, 5 giờ tôi ra múc cháo rồi. Mà hôm nay sắc đặt hà cũng được hơi lâu lâu, bây giờ người ta mạnh người ta không có lỡ kêu nữa rồi sao sắc. Cái tôi mới nghĩ còn có hai người à, hai người là hai người này là người ta còn mới uống sao tại yêu cầu tôi mà không có ai lấy mặt hạ chứ. Ra giờ tôi nghĩ tôi tinh tấn, tôi coi máy móc rồi tôi cúng, tôi để tôi cúng lại hoài luôn, tôi cúng lại niệm Phật luôn, đặng tôi trả nợ tứ ân, 5 câu nguyện trả nợ tứ ân đó. Bây giờ mình nấu đồ không đồng cũng lo cho tứ ân, mà hôm nay đem phước lợi cho quần sanh. Hôm nay tôi cũng công phu bái sám nặng cầu an, đọc bài Tây Phương rồi lại Phật đó, tôi cũng lo cho bá tánh dạng dân trong họ nữa đó. Chứ giờ tôi không biết cầu cái gì hơn. Đức thầy ông nói ta dừng tay để chờ đợi lĩnh thiên rồi, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng rồi. Đêm dài dặn cạn dầu tim lụng mà chẳng thấy ai tìm kiếm bóng chân, thành ra không thấy ai kiếm hết trơn. Cũng thấy người ta rất bình thường. Người ta không có biết ăn chay mà 4 ngày có người có người không, cung lại thì lặng trang. Tôi thấy cái sứ ông đạo tôi sợ giải thái chẳng lành cho dân, tôi vướng vô tôi lo, tôi bán nhà tôi đi sứ đạo tôi ở mà bán không có được. Giờ này nó ở chịu trận đây rồi, thành ra tôi ở trong nhà không, tôi không dám đâu, tôi sợ mắc nhầm đủ thứ. Tôi vô tôi coi máy, tôi tới giờ tôi cúng tôi niệm Phật, tới giờ tôi ăn tôi cúng tôi niệm Phật, không biết chết sống ngày nào. Cho nên tôi không có cái gì là vui hết, tôi không có gì là vui chẳng hết. Tôi chỉ biết là tới giờ công phu và giờ niệm Phật gì đó, nhớ sao Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, rồi ngưng quốc đỉnh này coi, để coi là thật sự quốc tế, coi lên Facebook coi đủ chuyện hết trơn, đặng cho mình hiểu biết là mình tinh tấn thêm luôn. Chứ mình nghe bảo ở Biển Đông đó là cực mạnh đó, thật ra mình lo mình tinh tấn lên. Mình sợ cái cảnh mà Sài Gòn đó, Sài Gòn giả định ai ngờ nước đâu mà chảy lỡ bờ nước cây đó, Sài Gòn giả định thẩm sầu nước đâu mà chảy rung cầu nước cây, nước Nam mới chẳng phải nước Tây, tại ai chẳng tưởng mới gây chuyện này, mấy người đó nó không có tưởng đâu. Thành ra giờ nó tới là nó tới, nó làm gì nó làm, mình cũng không có cái gì. Mình cái thân này nó đã quyển giả rồi, trả về các bụi rồi, thì giờ mình muốn trước khi trả về các bụi mình làm gì, mình có làm 4 cái điều này chưa? Nó quý vị bây giờ quý vị nghe nó là thật sự quốc tế nói với tôi đâu có nói gì chân á, tôi chỉ nhớ là tôi nhắc lại cho quý vị nghe quý vị làm 4 điều này là: 1 rồi có ăn chay chưa đó, 2 là có niệm Phật chưa hoài đừng quên chưa, 3 là có làm phước chưa, 4 là có cúng lại sớm chiều công phu bãi sám chưa. Đó, mà làm 4 cái điều này đi là cái ghế nó có cái 4 chân, cái ghế nó có 4 chân là ngồi rất vững. Còn mình làm 4 điều này thì mình rất vững. Bởi vì Đức Thầy nó đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh thật là cứu vớt chìm cho. Đó, thành ra bây giờ mình cái ôm cái hy vọng của mình. Giờ này để cho mình gắng, mình lo, mình làm đi. Không lẽ để kéo dài chừng bao lâu. Thời cơ chuyện gì đến nó đến. Mình niệm Phật là niệm Phật. Còn chuyện ăn chay bệnh chí hoài, cứ bệnh chí có ngày xong thả. Thành ra bây giờ là nếu ta làm phải khờ bên lưng, làm đường ngay thẳng có thằng độ cho. Đó, hơn trần hết dạ cần lo, chẳng lo niệm Phật mà nhỏ to làm gì.
Thành ra bây giờ thầy dạy cái gì mình làm nấy, thì dạy gì mình làm nấy đi. Quý vị ơi, ông đó ông tổng ma, ông đi nay tôi nói cho quý vị nghe, quý vị ham nghe. Đặng mà quý vị, mục đích của quý vị nói tôi đi tốn số tiền, tôi mua vé tôi đi nước ngoài, tôi làm chuyện gì đó có lợi ích gì đó, quý vị mới đi phải không? Nội măng nướng ở Hàn Quốc bẻ nho có một ngày, một tháng 30 triệu. Ờ đó, bây giờ dòng họ tôi đi là một tháng 30 triệu rồi nè. Bây giờ nó có mục đích, nó ham gì nó mới đi, phải không? Còn quý vị bây giờ quý vị tu nè, quý vị phải ham cái gì? Bây giờ ông tổ ma là ông xuống dư là ông không có nói, ông giả cầm giả điếc, ông bằng pháp nó bị ông đi. Ông đó ông bắt giặc lan, còn tổ ma A là thầy sai ông đi. Ông đi về ông nói là chị Minh thầy tôi nghe nó nghe, bây giờ tôi mới nói cho quý vị nghe gì nè. Quý vị mục đích của quý vị ham không? Quý vị gán tu đi, quý vị ham không? Ông tổ ma ông xuống dư ông nói bây giờ nó có cái thằng Bích Ngọc ở dưới núi cấm, nghẹt cái chân luôn. Cái thằng Bích Ngọc á, bây giờ thằng Bích Ngọc nó để làm gì? Bây giờ đức thầy ông nói gì hoài, quý vị thấy sao vậy? Nó chừng đập đến nước lầu, tẩy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân hơn. Thấy không? Thì cái quá cái thằng nào? Cái thằng Bích Ngọc. Cái thằng đời Thượng Quân nó đẹp, nó cao, nó bự dữ lắm luôn. Đời Thượng Quân tới á. Rồi mình ăn á là học lúa, lúa đầy không gắm ở đâu lăn về là bảy, bảy ngang tám tắc á, bảy dài thước hai đó. Quý vị ngày mai này quý vị hưởng không? Hay là người ta đi qua Hàn Quốc người ta, người ta đi qua người ta mặn một tháng 30 triệu là người ta phải ôm cái mộng, người ta cũng sang nước ngoài người ta đi mặn ăn đó. Cho nên bây giờ mình á, mục đích của mình làm là không đồng. Quý vị trồng cây lành dĩ quả thơm tho thì không thấy mà sao chẳng đó. Hình ra bây giờ bữa đó ông kia ông vô, ông bên Mỹ ông về, ông nói ông thấy cái Facebook của tôi Quốc Thành Quốc Đạo nó quay, ông thấy ông gì ông bị ông Ba Hùng phải chở lên tới nhà tôi cho được. Mới có ngày kia nè, ông lên tới đây ông cho tôi, ông ngắt cho tôi được 1 triệu gửi. Rồi ông biểu lấy điện số điện thoại đó là tới nữa ông chuyển tiền về cho tôi. Đặng mà tôi nói chừng nào ông điện thì tôi mới nói chuyện với ông. Tôi rất là mừng nha, không phải là tôi mừng cho tôi mà tôi mừng đâu à. Cái duyên tôi nó còn, cái thiết nợ trần, cái thứ đại trọng ăn. Đền nợ thế nghĩa ăn trọn vẹn, phải không huynh? Cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia. Thành ra bây giờ tôi đâu phải gỡ, tôi ăn tôi giọng đâu, bây giờ còn chữ cũng vẫn còn. Nhưng mà bây giờ tôi á, nếu mà gọi tới tôi á, nếu là kiếm cái viết nào cũng không có mà không biết quay chứ, mà Hùng già nữa. Cái thằng tài xế nói á, nãy tôi thấy bà Hùng số của bà Út rồi. Thì ổng đi viện, bà Hùng ổng có lưu số tôi, ổng đem về nước ngoài, tôi không biết, mà tôi chờ ổng có gọi tôi. Thì ổng cho tiền tôi nữa, tôi mới ý kiến với ổng. Thôi bây giờ tôi không có lấy tiền làm cái gì. Bây giờ là ông Ba Hùng thì ông bắt tôi đi bán đồ chai không đồng với miệt thứ dữ, ông cũng cái làm phước chị lắm. Thôi bây giờ tôi nghĩ cái vụ mà nấu cháo ăn chị bệnh rồi tôi gan động không mà. Bây giờ nếu mà ông đó có cho tiền tôi vậy thì tôi mới là nấu 4 ngày chai. Tôi thấy 4 ngày chai không đồng cho ông. Cho ông muốn mà giờ bên Mỹ cũng ngập lụt thiên tai bão lụt, mới có clip bên Mỹ chưa. Bây giờ dữ lắm bên Mỹ rồi, ông thấy cái giả gì đó, ông thấy cái bút của tôi, ông nói ông gì ông tìm được tôi, ông cho tôi được 1 triệu gửi. Khổ dữ lắm luôn mà, ông khổ giá cho ông sống người bình an, có tiền thì ông làm phước, mình làm cho gieo cái duyên dùm cho ông. Chứ bây giờ ông muốn làm, rồi cái mình gặp danh lợi là mình chứa, mình đựng, tôi chứa Nam Mô là Phật không mà nghe, tôi chứa đức à, bởi vì đức thầy nói đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, tức đức chờ ta chốn hẹn hò. Đó, thành ra tôi nghe lời thầy tôi thích đức không à. Tôi thích đức dùm cho cái chú đó. Tôi thích đức dùm cho cái chú đó đó. Tôi thích đức dùm cho cô Hà bên Mỹ, rồi cô Phước Huệ, rồi cô Kiều Vinh nè. Rồi tôi thích đức cho cái cô Phượng ở Ninh Thuận nè, cô Hồng, chú Dũng ở Sài Gòn, người ta cũng gửi cho tôi 1 triệu chứ. Cô Quỳ Vinh gửi cho tôi 21 triệu, tôi cất cái nhà này ăn cho đồng đạo ăn chị bệnh đó. Thành ra tôi đêm bây giờ tôi không có làm nữa, tôi gán cúng lại tinh tấn, tôi đền cái thứ đại trọng ăn, tôi cầu cho quý vị. Đức thầy ông nói ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên rồi, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Thành ra bây giờ ông dừng tay, tôi không biết cầu gì chứ, tôi cầu theo lời của Đức thầy tôi. Đức thầy tôi cũng nói gì nè, đoạn cuối quyển 3 đó, hết rồi đoạn cuối quyển 3, thầy ông nói Nam Mô cầu Phật tổ, Phật thầy quan lượng đẳng đại thần. Nam Mô lòng sở nguyện cầu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Thầy tôi nói Nam Mô lòng sở nguyện cầu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Cho nên tôi là một đệ tử, tôi cũng gắng phụng hành theo thầy tổ tôi đã chỉ dạy, mỗi thời công phu tôi cũng thường nguyện cầu cho bá tánh vạn dân.
tiêu tai định sự giải thoát mê ly, tôi mới cầu Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, Nam Mô Phật lần, Nam Mô cầu Phật tổ Phật thầy quan đẳng đại thần chư quan cụ thần chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi phổ độ ba tánh dặn dần tiêu tai định sự giải thoát mê ly. Quý vị phải giải thoát mê ly nghe, thầy kêu gọi năm 1939 tới bây giờ mình có buông gì không? Buông danh, buông lợi, buông tình không? Hay là kiếp người của mình như chùm gỡ bắp vào cây nó có không? Có cát quốc tế ở ngoài nước ngoài đó, nó có buông chưa? Nhà lầu xe hơi gì quý vị thấy cái đèn rung rinh nó chạy ra. Nó chạy ra nó không kịp lấy tiền nó vàng gì đâu. Âm nè, nó chạy ra chắn lộ hết trơn. Quý vị có không có, tôi nói thêm đâu. Quý vị kịp lấy vàng không? Hay là như là cấp hằng thổ vị kỳ mà 4 giờ nó sụp xuống đó, nó sụp xuống đang ngủ mà sụp xuống nó lấy vàng lấy cái đó không? Hay là để cho tới sáng người ta đi bằng là công ty chân cũng còn sống nữa. Bây giờ 4 giờ sáng là thân trời của vị thấy bởi vì nó tiêu. Từ đây nhân vật ngồi hao lần lần ở chỗ đó, nó ngồi hao vậy đó. Đó, cho nên bây giờ theo tôi nghĩ nó giả vậy đó. Kiếp người dùm gỡ bám vào cây. Quý vị giờ này quý vị phải gieo cái phước duyên. Đức thầy kêu quý vị làm, quý vị nói làm đi. Nhưng là đền ở thế thì nghĩa ăn trọn vẹn cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia. Cho nên tôi á, Đức thầy ổng nói hương nồng dành sẵn kẻ cho ngẩn. Thành ra tôi nhớ mấy cái câu đó, tôi gán tu mằng, tôi gán tu tu chứ cho khỏi đi cầu nguyện. Cái đó chết trời ngày nguyện à, như tôi đi cầu nguyện mới về nè. Lúc đó là cầu nguyện cho ai, cầu nguyện mình hả? Ờ, lúc đó mình đi mình nhớ mình cầu nguyện gì đó, ai cầu nguyện cho mình đâu. Mình không tu đi, mình ăn ai ăn bánh để no đi, mình ăn no đi. Chứ mình đói cái mình để người ta cầu nguyện mình biết no không? Không có được đâu. Tôi nhớ lắm đó, tôi nghe mẫu chuyện của bác Sáu Duyên á. Là ông kia, ông đi, ông hai, ông đi cầu nguyện gì, ông nói ông Sáu ơi. Tao nói cầu nguyện chuyện gì cũng siêu hết trơn. Bữa nay 500-600 người cầu nguyện chuyện gì cũng siêu hết trơn á. Cái tôi cũng đóng đôi tay tôi nghe, ông Sáu Duyên trả lời sao phía Duyên, ông nói vậy là quan cho thầy lắm nó nghe. Đức thầy ơi, mình phải giữ giới 8 điều đang cấm nghe. Ăn chay niệm Phật đó nghe. Chớ mà người ta buông ra, người ta tôi giống theo mấy người ở đây, tôi đâu có giống đâu. Vì tôi đi ngược nước. Ông Phật thầy, ông Phật Thích Ca, ông nguyện là dắt 49 dắt cơm ông ăn. Ông ăn là ông phải nguyện cái bát nước cái suối Phật ở Ấn Độ đó. Nó chảy xuôi vậy nè mà cái bát. Đắc đạo hồi đó tôi có coi ở đây là nghe là năm đó tôi 21 tuổi đoan xương tới bây giờ đó chị người bình đó nghe tôi coi cái đêm nó chiếu phim Thích Ca là tôi phát tâm tôi tu liền luôn, không có đỡ tới ngày 30 nào chứ. Đêm 20 sáng 21 tháng 11 là tôi ăn tương liền luôn, tới bây giờ tôi nhớ hoài không có quên. Còn ta mới huynh là cũng nhanh nó thấy để tan gì nè, không phải là chữ hiếu đâu đó. Bây giờ phải ăn chay cúng lại niệm Phật, muốn cho tội lỗi mòn tiêu thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hai một liên của mẹ bằng lai nhờ người hiếu hạnh tâm gài từ bi, ai ai hãy gắng mà si thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng. Thành ra tôi phải công phu cúng lại, trong đó có nhị nguyện cầu của quyền thất sổ tịnh độ siêu sanh, đã tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Thăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, mà tôi ôm cái mộng không biết mấy chục năm nay rồi. Năm đó tôi 21 tuổi chưa qua bình đó, mà năm nay tôi 71 tuổi rồi, tôi vẫn cúng lại công phu hoài. Bây giờ tôi không, tôi đời nó mỏng manh rồi, tôi cũng cúng hoài hoài luôn.